Chào các bạn, nếu như các bạn đang tìm kiếm cách làm ngọn su su xào tỏi nó giữ được cái màu xanh mướt, giòn ngọt giống như khi mà đi ăn ở ngoài hàng thì các bạn hãy thử tham khảo cách mình chia sẻ trong video này nhé. Nguyên liệu của món ăn này thì đơn giản thôi ạ. Ngoài ngọn su su thì các bạn chuẩn bị tỏi. Món này thì nhiều tỏi một chút thì nó sẽ thơm và bùi hơn. Su su thì các bạn ngắt lấy cái phần ngọn non, rồi mình tước tơ sợi bên ngoài cho nó đỡ dai cứng và ngắt thành những cái đoạn dài khoảng tầm 6-8cm. Mình nhặt ăn ở nhà thì sẽ nhặt được ít hơn so với họ làm hàng. Làm hàng ăn thì họ sẽ nhặt cái ngọn cao hơn một chút, cho nên là thỉnh thoảng mình ăn ấy thì sẽ gặp những cái ngọn hơi dai ha. Su su nhặt xong thì mình sẽ đem đi ngâm rửa nước muối cho sạch sẽ. Một bó to như lúc nãy, sau khi nhặt xong thì mình sẽ thu được tầm gần 400g. Ngọn su su ngâm rửa nước muối sạch sẽ xong thì mình sẽ để ráo nước. Tỏi thì mình sẽ đập dập và băm thô. Mình không băm tỏi quá nhỏ bởi vì lát nữa mình sẽ xào ở lửa lớn thì tỏi nó sẽ rất dễ bị cháy. Ngoài tỏi như này thì các bạn cũng có thể băm nhỏ một ít tỏi rồi mình làm tỏi phi và dùng cái dầu tỏi đấy để mình xào rau. Và xào xong thì rắc cái tỏi phi lên trên thì ăn cũng rất bùi thơm. Cách làm tỏi phi thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở video sau nha. Và sau khi các nguyên liệu đã sơ chế xong thì mình sẽ đi xào rau. Và mình sẽ cho khoảng 3 thìa canh dầu ăn vào chảo. Làm nóng dầu thì cho tỏi vào để phi thơm. Lúc mà mình phi thơm tỏi thì các bạn để lửa nhỏ vừa thôi ạ. Và khi tỏi đã vàng hanh và thơm rồi, mình sẽ cho ngọn su su vào để xào. Lúc này thì các bạn tăng nhiệt độ bếp lớn lên nhé. Tăng ở cái mức là lớn nhất đấy ạ. Chú ý thì mình sẽ mồi thêm vào đây một ít nước lã. Ở đây là khoảng 15ml nha các bạn. Để giúp cho ngọn su su nó chín hơi và rau nó sẽ xanh mướt và giòn ngọt, nó không bị khô. Các bạn khi mà ăn ngọn su su xào ở hàng mà nó xanh và giòn là bởi vì họ xào ở cái bếp ga công nghiệp. Nó ở cái mức nhiệt lớn. Ở nhà thì mình dùng bếp từ và bếp ga ở nhà thì cái mức lửa nó sẽ không cao bằng. Nên là khi mà các bạn xào rau như rau muống hay là ngọn su su này, ngọn bí thì các bạn cứ mồi thêm một chút nước như mình chia sẻ nhé. Rau xào thì nó sẽ rất xanh, một bí quyết rất hay đấy ạ. Và mình sẽ để rau như thế này khoảng 15 giây rồi mình mới lật rửa rau cho các cái mặt rau nó thấm đều dầu. Và khi rau đã trở xanh và thấm đều dầu rồi, mình nêm nếm gia vị vừa ăn gồm có bột nêm, một chút xíu bột ngọt và dầu hào. Và cứ thế thì mình sẽ tiếp tục đảo đều, xào ở lửa lớn khoảng 2 phút là ngọn su su nó sẽ chín tới và có độ giòn. Bạn mà thích ăn rau chín mềm hơn thì mình xào lâu thêm một chút nữa nhé. Và mình sẽ rắc tiêu xay, đảo đều và tắt bếp. Ngọn su su xào tỏi đã xong rồi đấy ạ. Rau thì các bạn nhìn xanh mướt này, giòn ngọt, tỏi thơm phức và bùi ngậy. Một món xào ngon rất đưa miệng. Nếu mà các bạn thích ăn đậm vị hơn thì các bạn có thể chấm kèm thêm với một chút xì dầu tỏi ớt hay là gia vị tiêu chanh ớt cũng rất hấp dẫn nhé. Hy vọng rằng với mẹo nhỏ xào rau xanh mướt mà mình đã chia sẻ trong video này thì sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu như thích thì hãy nhấn like video để ủng hộ cho mình nhé. Và nhấn nút đăng ký để chúng ta được gặp nhau nhiều hơn. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.